Đây là nồi nước sâm đắng của mình. À, mình gọi là sâm đắng bởi vì mình nấu đương quy, táo đỏ, táo đen, kỷ tử và nhãn nhục là năm thứ này để mình uống cho nó bổ máu mùa đông. Mùa đông thì thông thường cứ mỗi tháng, mỗi mùa đông là bắt đầu tháng 10, tháng 11. Không. Giờ tháng 10, tháng 11, tháng 12 hoặc là tháng 11, tháng 12, tháng 1 là bắt đầu mình uống 3 tháng rồi mình ngưng. Thì uống như vậy đó thì mình thấy sắc da của mình hồng hào, tóc tai được cũng đẹp hơn. Kỷ tử thì làm cho sáng mắt, táo đỏ, táo đen thì nó bổ, còn cái nhãn nhục nó làm cho người bớt mệt mỏi. Những người nào mà suy nhược có ăn nhãn nhục vô là nó bớt mệt mỏi. Thì mình nấu trong thông thường mình hầm trong cái nồi thuốc bắc á, cái nồi mà để nó hầm thuốc giống như mấy người để hầm thuốc bắc, nhưng mà từ ngày có instant pot 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 instant pot, tức là cái nồi áp suất đa năng đó, thì mình nấu rất là lẹ á. Thì mình bỏ 10 trái táo đen á, 10 trái táo đỏ á, 10 cái trái nhãn nhục khô đó, rồi vài miếng đương quy cắt lát đó, đó thì vài lát thôi, nhiều quá nó nóng gan đó. Thì và còn nếu mà đương quy cục á, thì nhớ về mà cắt lát ra đó. Rồi kỷ tử thì một nắm kỷ tử, nhưng mà một ngày các bạn ăn được có 15 gram thôi, cho nên bỏ như thế nào thì bỏ đó, 15 gram thôi. Rồi cho 2 lít nước và đóng cái van này lại, rồi liên liên bấm cái nút mà gọi là hầm á, hầm thịt hầm gì đó, nó bấm cái nút stew mít đó, rồi cái bắt đầu cho nó trong vòng 30 phút nhiệt độ cao, rồi khi mà nó xong xuôi nó tít 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 hết thì liên liên tắt nó off và liên rút điện ra luôn, rồi liên để cho nó, rồi cái nó tự xìu 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 ở trong. Và liên làm như vậy buổi sáng sớm thì chiều liên đi về, liên đi chiều liên đi về thì liên chỉ cần mở ra là liên lấy nước ra liên uống thôi đó. Cái này á là đào đó, mộng đào bên Đức á, đi qua bên Pháp thăm các bạn bên Pháp, rồi thấy một bạn tên là Hạnh, em Hạnh đó, tức là cá bóng, da dẻ đẹp lắm đó, cho nên mới hỏi bí quyết. Thì em ấy mới chia sẻ là em ấy đẻ xong là mẹ chồng bị uống như vậy cho đẹp da dài tóc và nó sạch sẽ, kinh huyết kinh, tức là những chất dơ trong người nó chảy ra luôn, thì và nó bồi bổ sắc đẹp nữa đó. Các bạn đang có kinh không uống ha, uống xong nó trôi ra cũng què xu ha, khi nào sạch kinh rồi hẳn uống. Mình nhớ có bầu có nên uống không, quên mất tiêu rồi để điều tra lại không nhớ đó. Chia sẻ cho mọi người một chút xíu về cái nước, nó đang sôi là tại vì liên muốn làm cho nó sôi cho mọi người nhìn cho vui, chứ còn thật sự ra đi nấu lại cho nó sôi đó. Chứ đây đây nè đó. Cái này có một cái nữa là sáng nay trong thời gian mà Liên đi làm thì Liên quên, có nghĩa là táo đỏ táo 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 đen đó là phải bỏ hột, nấu bỏ hột nha, cắt cái phần táo thôi, bỏ cái hột đi. Sáng nay Liên quên, tí nữa Liên phải cắt bỏ đi rồi Liên nấu lại chút xíu. Giờ Liên tự tắt cái đó đi, Liên rút ra đó. Thì nấu và uống. Bây giờ thì cái nhãn đồ nó lạc sạch ra, tất cả mọi thứ thì nó lạc gớm lắm, thành thử ra chỉ uống nước thôi đó. Nhưng mà nhớ là bỏ hạt cái táo đen đó. Không, rất là ngon đó. Tại vì Liên ăn cái món mì vịt chay đó, nó cái rồi tự nhiên sực nhớ cái này, chứ cái này á là Liên share ở trên blog của Liên á, 11 năm về trước rồi và năm nào Liên cũng uống hết á, tới bây giờ luôn. Cô Maria đó, nói mà nhớ cô, mong cô yên nghỉ. Thì cô có nói đó là bỏ thêm sâm Hàn Quốc vô uống thì nó sẽ bớt mệt, nên các bạn nếu mà các bạn nấu các bạn thích bỏ sâm thì các bạn nên bỏ sâm thêm nha. Mến chúc mọi người cuối tuần vui vẻ đó. Nước sâm.
đắng của Liên. Bye bye. Đây cái ly em mình múc ra nghe. Đây nè, nó đang thui như vậy đó. Đó, nước nó vậy. Nó đen lắm, như nước sâm đắng vậy đó, không đắng lắm đâu. Nó là dạng một dạng nước sâm bổ nhưng mà không có đắng. Tùy các bạn thấy đắng thì đắng, còn không đắng thì không đắng. Đó. Mình uống thì mình uống và mình ăn luôn kỹ tử, táo đỏ, táo đen. Ăn gì bổ nấy thôi. Còn cái gì ăn được mà nó không may thì mình ăn. Đó. Cái vấn đề là các bạn biết táo đỏ, táo đen và nhãn nhục là gì rồi, nhưng có thể các bạn chưa biết kỹ tử và chưa biết đương quy. Thì Liên giới thiệu, đây là đương quy lát. Tiếng Anh nó kêu là đăng quy. Liên bỏ vô cái... Liên mua xong Liên bỏ vô cái hũ này, cái hũ cà phê của Liên, cho nên bây giờ nó không còn cái ấy. Tại vì đồ đạc của Liên bỏ vô hũ vậy đó. Rồi còn đây là kỹ tử đó. Kỹ tử thì các bạn nhớ mua cái loại kỹ tử mà hộp to chắc đó. Ở bên Việt Nam thì có em Ly Phan Cao đó. Liên sẽ đưa cái link nếu các bạn muốn mua hàng của em đó, kim chỉnh và địa chỉ tin tưởng được. Rồi còn cái đăng, còn cái này thì các bạn đương quy các bạn có thể mua ở tiệm thuốc bắc. Uống ít thôi, một lát là cũng được rồi, 1 đến 2 lát là được rồi. Nếu mà thấy nóng trong người thì khỏi đương quy cũng được, uống mấy cái thứ kia nó cũng tốt. Cái kỹ tử này nè, uống hàng ngày đó, nó dịu con mắt dữ lắm. Nó làm cho tốt cho con mắt, mắt của mình, mình uống kỹ tử đó, nó sáng. Mình không có xài mobile phone. Mặc dù mình 50 tuổi rồi. Ê, xin lỗi, mình không có xài đeo kính khi xài mobile phone. Đó, mặc dù mình 50 tuổi rồi nha. Mình thử ra rất là tốt. Và mình có cái bài, mình có cái video clip nói rõ về kỹ tử, cách nấu kỹ tử riêng để uống như thế nào. Và kèm theo cái nước này luôn. Nhưng mà bữa nay mình làm riêng cái bài này, cái video này riêng cho mọi người để mọi người hiểu. Ngoài ra còn gì nữa không? Để Liên giới thiệu luôn cho mọi người. 10 kỹ tử, 15 gram kỹ tử, vài miếng đương quy, 1 thôi, 2, rồi 10 táo đỏ, 10 táo đen, 10 nhãn nhục, cắt nhỏ ra, nấu, bỏ trong cái nồi áp suất cùng với 2 lít nước, rồi đậy lại, hầm trong nửa tiếng, rồi tắt lửa, tắt bếp, tắt mọi thứ hết, đó, để cho nó ra nước từ từ, vài tiếng đồng hồ cũng được nếu rảnh, còn Liên thì Liên đi làm, tối Liên về Liên uống. Người nó khỏe, nó khỏe ghê lắm. Vậy nghe, chúc mọi người mùa đông không lạnh. À, có một chuyện nữa, nếu các bạn mà trong người mà yếu tay, yếu chân, tay chân cứ lạnh hoài, bây giờ thì Liên nhớ cái tác dụng của nó nữa rồi. Các bạn mà yếu người đó, tay chân lạnh rồi đó, bỏ chút gừng vô, gọt vỏ đi. Gừng mà gọt vỏ thì có tính nóng, tính lửa, tính nhiệt gì đó. Còn gừng á, mà để vỏ thì nó có tính hàn, cho nên gọt vỏ ra rồi bỏ thêm miếng đó vô ăn uống cho nó ấm áp cái người nó thêm chút xíu ha. Vậy đó, đó là lý do vì sao mà bao nhiêu năm trước là tay chân Liên lạnh lắm, mà bây giờ tay chân Liên nó rất là ấm áp lắm. Chân cũng vậy, trong nhà mùa lạnh ha, sàn gạch đá, nhưng mà Liên đi chân đất. Cho mọi người nhìn cái sàn gạch nhà Liên đó, Liên đi chân đất nha. Vậy nha. Bây giờ mến chúc mọi người lần nữa mùa đông không lạnh và cuối tuần vui vẻ. Cái gì đặc biệt. Kết thúc video rồi, tính up lên cho mọi người, nhưng mà sực nhớ sẽ có người hỏi rằng là uống một ngày phải không chị, hay là uống hết trong một ngày. Cái này thì Liên xin nói là Liên uống cái ly này. Đó, Liên uống một ngày, Liên uống nửa lít à. Uống tới 4 ngày lần. Liên để trong tủ lạnh á, nó lạc lạc à. Cứ uống à. Thèm thì uống. Có bạn uống 3 ngày, có bạn uống 2 ngày, có bạn uống 4 ngày như Liên. Thì miễn là nó không hư, để trong tủ lạnh nó mát mát kiểu gì thì cứ lấy mà uống. Vậy nghe các bạn. Chứ không á hả, rồi hỏi nữa video thiếu đầu thiếu đuôi tại vì nhớ đâu làm đó, chứ không có chuẩn bị. Đôi khi làm
xong rồi sực nhớ thôi mình sẵn, thôi mình sẵn mình quay video cho mọi người tham khảo thêm một cách uống, thêm một cách ăn đó chứ. Và video của Liên là không có quảng cáo, các bạn bấm vô các bạn coi, không hề quảng cáo đó. Cho nên Liên không có chuẩn bị mọi thứ như những người mà chuyên nghiệp, họ chuyên nghiệp họ quảng cáo họ này họ kia để họ lấy tiền từ YouTube. Còn Liên là Liên share cho đồng bào đồng chí các kiểu ha, miễn phí không quảng cáo. Thành thử nhớ đâu quay đó. Nên chúc mọi người tối thứ sáu bình an vui vẻ nha.